Phương Thí xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới và bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý nào. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 12 năm 1982, Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS chính thức được ký kết và hiện đã có 168 thành viên tham gia. Trong 40 năm qua, UNCLOS 1982 không chỉ là một văn kiện pháp lý quốc tế có giá trị phổ quát, giúp các quốc gia thiết lập được trật tự pháp lý toàn diện, công bằng, hòa bình trên biển, mà còn có giá trị hướng về tương lai, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của nhân loại. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tổ chức phiên họp đặc biệt kỷ niệm dấu mốc này. Phát biểu tại sự kiện, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres nhấn mạnh 40 năm là dịp để nhắc nhở chúng ta cần sử dụng văn kiện quan trọng này để xử lý cả những thách thức của hôm nay. Điều này có nghĩa là nhanh chóng thực hiện hiệp định về trợ cấp nghề cá được thông qua gần đây. Điều đó có nghĩa là tiếp tục công việc quan trọng của quy trình thông thường hiện đang được tiến hành để đảm bảo rằng tất cả các quyết định về đại dương đều được củng cố bởi nền khoa học tốt nhất và chuyên môn kinh tế và xã hội tốt nhất. Trải qua 40 năm, UNCLOS đã thể hiện rõ vai trò của mình như một khuôn khổ pháp lý toàn diện, cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả. Giai đoạn tới với những quy định tiến bộ, UNCLOS còn được kỳ vọng sẽ đóng góp vào quá trình giúp các nước thực hiện mục tiêu phát triển bền vững số 14 của Liên Hợp Quốc về quản trị biển và đại dương một cách bền vững, hướng tới tương lai. Với 320 điều khoản kèm theo 9 phụ lục đề cập một cách toàn diện các vấn đề trên biển, UNCLOS năm 1982 đang trở thành văn kiện pháp lý quốc tế toàn cầu quan trọng để các quốc gia giải quyết mọi vấn đề, mọi tranh chấp trên biển. Sau đây, mời quý vị cùng tìm hiểu kỹ hơn về Công ước 1982, vốn được ví như một bản hiến chương xanh của nhân loại. Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc năm 1982, gọi tắt là Công ước UNCLOS 1982, là kết quả của Hội nghị Luật Biển lần thứ 3 của Liên Hợp Quốc kéo dài từ năm 1973 đến năm 1982 nhằm xây dựng một trật tự pháp lý quốc tế mới về biển và đại dương. Theo Công ước, với nguyên tắc các quốc gia ven biển, kể cả các quốc gia quần đảo có 5 vùng biển như sau: nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, kể cả thềm lục địa kéo dài, và những khái niệm này được làm rõ như sau. Đường cơ sở là đường dùng để xác định chiều rộng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của quốc gia ven biển. Trong điều kiện thông thường, các quốc gia ven biển có thể lấy ngân nước chiều thấp nhất dọc theo bờ biển làm đường cơ sở. Trong một số điều kiện đặc biệt như có sự hiện diện của một chuỗi đảo ven bờ, bờ biển bị lồi lõm liên tục, quốc gia ven biển có thể chọn một số điểm thích hợp làm điểm cơ sở và nối những điểm này thành đường cơ sở. Quốc gia ven biển cũng có thể kết hợp cả hai phương pháp xác định đường cơ sở nêu trên. Thứ hai là nội thủy. Nội thủy là toàn bộ vùng nước tiếp giáp với bờ biển nằm ở phía trong đường cơ sở. Tại nội thủy, quốc gia ven biển có chủ quyền hoàn toàn và tuyệt đối như đối với lãnh thổ đất liền của mình. Thứ ba, lãnh hải. Lãnh hải của quốc gia ven biển là vùng biển tiếp liền và nằm phía ngoài đường cơ sở thuộc chủ quyền của quốc gia ven biển. Theo quy định tại Công ước 1982, các quốc gia ven biển có quyền ấn định chiều rộng lãnh hải của mình tới một giới hạn không vượt quá 12 hải lý tính từ đường cơ sở. Thứ tư là vùng tiếp giáp lãnh hải, là vùng biển nằm ngoài và sát với lãnh hải. Chiều rộng của vùng tiếp giáp lãnh hải cũng không quá 12 hải lý. Quốc gia ven biển có quyền thi hành sự kiểm soát cần thiết nhằm ngăn ngừa việc vi phạm các luật và quy định về hải quan, thuế khóa, nhập cư hay y tế trên lãnh thổ hay trong lãnh hải của mình. Công ước UNCLOS 1982 còn có một quy định khá rõ ràng về vùng đặc quyền kinh tế. Theo quy định của Công ước năm 1982, vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia ven biển là vùng biển nằm phía ngoài và tiếp liền với lãnh hải có chiều rộng hàng trăm hải lý tính từ đường cơ sở liền kề với vùng đặc quyền kinh tế chính là thềm lục địa. Điều 76 của UNCLOS 1982 quy định rất rõ ràng thềm lục địa của quốc gia ven biển rộng tối thiểu là 200 hải lý. Nếu thềm lục địa thực tế rộng hơn 200 hải lý thì quốc gia ven biển có thể mở rộng thềm lục địa của mình đến tối đa là 350 hải lý hoặc là không quá 100 hải lý kể từ đường đẳng sâu 2.500m. Tuy nhiên, để mở rộng thềm lục địa quá 200 hải lý thì quốc gia ven biển liên quan phải trình cho Ủy ban thềm lục địa của Liên Hợp Quốc.
Các quy định của UNCLOS 1982 là cơ sở để các quốc gia trên thế giới, trong đó có các quốc gia trong khu vực Biển Đông, đưa ra các yêu sách vùng biển hợp pháp, từ đó xác định được các quyền và nghĩa vụ của mình. Từ ngàn đời qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, tạo ra sức mạnh nội sinh của cả dân tộc để bảo vệ đất nước. Và Biển Đông, nơi tiền tiêu của Tổ quốc vẫn luôn là một phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời, mà mỗi thế hệ người dân Việt Nam đều có trách nhiệm bảo vệ vẹn toàn. Lịch sử dân tộc Việt Nam gắn liền với các cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc. Tại Biển Đông, sự hy sinh anh dũng của 64 chiến sĩ hải quân trong trận Gạc Ma ngày 14 tháng 3 năm 1988 càng cho thấy ý chí kiên cường và quyết tâm bảo vệ từng tấc đất cha ông của các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Bảo vệ vững chắc biên cương, biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam luôn là nhiệm vụ sống còn của dân tộc Việt Nam. Muốn làm được điều này thì điều kiện tiên quyết đó là phải phát huy sức mạnh nội sinh của toàn dân tộc. Tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết, tôi nghĩ là quan trọng nhất là cái độc lập, tự chủ, tự mình cứu lấy vận mệnh của mình, tự mình phải bảo vệ được đất nước mình. Quan trọng nhất là lịch sử đã để lại cho chúng ta những bài học lớn trong quan hệ các quốc gia láng giềng Campuchia với Lào, với Trung Quốc. Cái điều quan trọng nhất là làm sao chúng ta giữ cho được hòa khí, làm sao mà chúng ta tránh được chiến tranh. Muốn như vậy thì trước hết chúng ta phải mạnh và chúng ta giữ được đất nước bình yên. Thứ hai, chúng ta phải tôn trọng các nước bạn láng giềng. Chúng ta làm những gì có thể để cùng phát triển với đất nước bạn. Mỗi thứ hai hàng tuần trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam lại diễn ra lễ chào cờ thiêng liêng. Đây là một buổi lễ chào cờ rất đặc biệt, được đứng tại đảo Trường Sa để hát lên bài quốc ca, một bản hùng ca của dân tộc. Cá nhân tôi tình nguyện sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thượng úy Thái Huy Bằng, Học viện An ninh Nhân dân cho biết, tôi thấy một cái niềm tin vô cùng to lớn đối với lực lượng hải quân anh hùng. Những người đã có rất nhiều hy sinh gian khổ trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, cùng với nhân dân cả nước đoàn kết để xây dựng một Việt Nam độc lập, thống nhất và giàu mạnh. Tiến sĩ Lê Thị Hồng Điệp, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, để bảo vệ vững chắc các vùng biển, đảo của Tổ quốc, phù hợp với luật pháp quốc tế, Hải quân Nhân dân Việt Nam cũng đã được trang bị để tiến thẳng lên hiện đại. Trước yêu cầu đảm bảo về an ninh quốc phòng cũng như là bảo vệ vững chắc vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc thời gian qua, Hải quân Nhân dân Việt Nam cũng đã được trang bị rất nhiều các loại tàu chiến hiện đại, trong đó thì phải kể đến đội tàu hộ vệ tên lửa J-PAD 3.9. Ngày nay, tại quân cảng Cam Ranh của tỉnh Khánh Hòa, 4 chiếc tàu hộ vệ tên lửa đã được lựa chọn để mang tên 3 vị vua và một vị danh tướng rất nổi tiếng trong lịch sử như tàu 011 Đinh Tiên Hoàng, 012 Lý Thái Tổ, 015 Trần Hưng Đạo và 016 Quang Trung. Binh nhất Nguyễn Đức Tài, lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân nói, chúng em luôn cống hiến hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ của chúng em. Đại úy Lê Anh Tuấn, chính trị viên đảo đá Đông A, lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân cho biết, chúng tôi ở ngoài này luôn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững chủ quyền biển đảo, thêm lục địa được phân công. Còn Trung úy Lê Đức Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng đảo Tốc Tan Xê, lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân nói, ở trong hoàn cảnh nào cũng kiên quyết giữ vững các đối sách trên biển của Đảng và Nhà nước. Thứ hai, kiên quyết không để từng tấc đất không đi mà từng ly không rời đối với chủ quyền biển đảo của chúng ta. Năm nay không chỉ đánh dấu 40 năm ra đời Công ước Quốc tế và Luật Biển mà còn đánh dấu kỷ niệm 20 năm tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông gọi tắt là DOC, được ký kết giữa các nước ASEAN và Trung Quốc, trong bối cảnh các bên đang nỗ lực đàm phán để hy vọng đạt được một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC. Giới phân tích, các học giả quốc tế đều có chung một quan điểm rằng ASEAN cần quyết tâm đạt được COC có tính chất ràng buộc nhằm tạo ra một công cụ đóng góp hiệu quả hơn cho hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông. Ông Grigory Poling, Giám đốc chương trình sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế UNCLOS, thực sự là minh chứng của một cuộc mặc cả lớn đối với tất cả các quốc gia ven biển. Tất cả những hành vi được thực hiện ở vùng biển ngoài vùng lãnh hải của các quốc gia trong vài thập niên trở lại đây là kết quả của UNCLOS. Nếu không có công ước này, chúng ta sẽ vẫn ở thời kỳ mà các quốc gia hàng hải như Mỹ, Anh, Nga thống trị hoạt động khai thác nguồn lợi hải sản và dầu khí. Và giờ, nhờ UNCLOS, trách nhiệm bảo tồn và quản lý các nguồn tài nguyên cá từ một phần của biển cả được chuyển sang cho các quốc gia ven biển dưới hình thức có quyền chủ quyền và tài nguyên sinh vật trong vùng đặc quyền kinh tế của họ.
Các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông từ năm 2009 đến nay đã phá hoại nghiêm trọng UNCLOS với tư cách là hiến pháp của đại dương do UNCLOS không có quyền hạn thực thi hoặc xử phạt đối với việc không tuân thủ những phán quyết được đưa ra theo cơ chế giải quyết tranh chấp mang tính ràng buộc. Vậy thì Việt Nam cần ứng xử như thế nào? UNCLOS cũng giống như bất kỳ một công ước nào, nó không có cơ chế áp đặt trừng phạt với một quốc gia muốn từ chối chấp thuận phán quyết với những tranh chấp mang tính ràng buộc. Vấn đề với sự không tuân thủ của Trung Quốc là không quốc gia nào sử dụng các chế tài đối với việc không tuân thủ, nghĩa là không ai trừng phạt Trung Quốc vì hành vi vi phạm của họ. Không có đủ các quốc gia thảo luận vấn đề này một cách công khai. Trung Quốc thực sự chưa phải trả giá về ngoại giao đối với việc không tuân thủ các phán quyết của Tòa trọng tài vào năm 2016. Trong vụ kiện mà Philippines giành chiến thắng, điều quan trọng mà Việt Nam cần phải làm bây giờ là phải nói lên vấn đề này. Nói về vấn đề Biển Đông một cách rộng rãi và công khai, phản đối những tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc bất kỳ khi nào có cơ hội để Trung Quốc phải trả giá cho hành động của mình. Vậy chiến lược của Mỹ về châu Á-Thái Bình Dương có ý nghĩa thế nào với khu vực Biển Đông? Ông Pauling cho biết, Mỹ có hai lợi ích ở khu vực Biển Đông. Một là bảo vệ quyền tự do hàng hải, bao gồm quyền tự do đi lại. Tuy nhiên, ý nghĩa về mặt thực tế lại lớn hơn như vậy. Điều đó bao gồm quyền của các quốc gia ven biển như Việt Nam, Philippines được tham gia và các hoạt động trên vùng biển thuộc chủ quyền của họ mà không gặp phải các cản trở. Lợi ích thứ hai của Mỹ ở khu vực là để bảo vệ cam kết chiến lược với Philippines. Vì vậy, chính sách của Mỹ hướng tới hai mục tiêu này là tìm kiếm hợp tác quân sự gần gũi hơn với các quốc gia trong khu vực như Philippines và Việt Nam để xác định và đẩy lùi bất kỳ hành vi gây hấn nào. Đồng thời, họ cũng tham gia vào các nỗ lực ngoại giao cũng như pháp lý về mặt lâu dài để thể hiện sự phản đối với tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc cũng như thuyết phục Trung Quốc thực thi đúng pháp luật. Vậy điều này được đề cập thế nào trong cuốn sách mang tên Vùng nguy hiểm thế kỷ của Mỹ ở Biển Đông mà ông mới viết? Ông Pauling nói, có hai chương trong sách viết về sự phát triển và quá trình thương thảo UNCLOS, trong đó thể hiện sự nhấn mạnh rằng đây là một nỗ lực toàn cầu. Việt Nam đã ngồi ở bàn đàm phán, Philippines và Trung Quốc cũng vậy. Trung Quốc đã đóng góp vào quá trình viết ra quy tắc và giờ họ đang tìm cách phớt lờ các quy tắc đó. Nếu họ được phép phớt lờ như vậy thì quốc gia phải trả giá lớn nhất không phải là Mỹ, mà là những nước bị xâm phạm khu vực đặc quyền kinh tế. Năm nay thì kỷ niệm 20 năm ngày ký kết tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC. Ông đánh giá như thế nào về vai trò và tầm quan trọng của DOC trong việc giữ gìn hòa bình và ổn định trong khu vực? Và ông có đề xuất nào cho ASEAN và Việt Nam nhằm đạt được một bộ quy tắc ứng xử COC hiệu quả và thực chất? Ông Pauling cho hay, theo đánh giá của tôi, DOC đã thành công trong một thời gian ngắn trong việc giảm căng thẳng. DOC rõ ràng được kỳ vọng là bước đầu tiên để hướng tới COC, đó là điều ASEAN luôn nói và mong muốn. Và giờ đã 20 năm trôi qua, không có một tiến bộ thực tế nào đạt được. COC được dự kiến sẽ hoàn tất quá trình đàm phán vào năm 2017, tuy nhiên đến giờ vẫn chưa đi đến đâu, cũng như chưa chỉ ra được các vấn đề cốt lõi. Trung Quốc vẫn chưa chấp thuận về phạm vi địa lý của thỏa thuận, nghĩa là họ vẫn chưa chấp thuận quần đảo Hoàng Sa cần phải được đưa vào thỏa thuận. Họ cũng chưa đồng ý với việc liệu các quốc gia có bị ràng buộc bởi các cơ chế thực thi và họ cũng chưa đồng ý với bất kỳ sự hợp tác thực tế nào về vấn đề quản lý nguồn hải sản, dầu khí, những vấn đề vốn phải ở vị trí cốt lõi của COC. Vì vậy, tôi nghĩ rằng đây là lúc tiếp tục đàm phán với Trung Quốc về COC và Việt Nam cũng như các thành viên khác tham gia đàm phán cần phải làm việc để xây dựng một cơ chế khác. Theo đề nghị của tôi thì có thể là sẽ chỉ đàm phán với các nước thực sự có lợi ích gắn liền. Điều đó sẽ hiệu quả hơn. Video này đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!